Bạn có nhận ra những người lính đặc công trong khuôn hình này? Và đây là họ. Với người lính đặc công, ngoài những vũ khí như súng, dao găm, lựu đạn, cần phải có một kỹ năng quan trọng, đó là khả năng ngụy trang để đảm bảo bí mật, che mắt quân thù, che giấu đội hình chiến đấu trước các phương tiện trinh sát của đối phương. Tùy thuộc vào địa hình tác chiến sẽ có phương pháp ngụy trang khác nhau để tương thích với môi trường xung quanh, đảm bảo luồn sâu, ém sát, tấn công mục tiêu một cách bất ngờ, táo bạo. Đây cũng là một trong những tuyệt kỹ hình thành nên danh tiếng xuất quỷ nhập thần của đặc công Việt Nam. Để xứng danh là một người lính đặc công, tôi luôn nỗ lực, cố gắng, tu dưỡng, học tập, rèn luyện. Trước tiên rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng. Khi thực hành huấn luyện, tôi luôn xác định rõ trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết để nắm chắc từng nội dung, từng yếu lĩnh động tác để đáp ứng yêu cầu của từng nhiệm vụ được giao. Trên sân tập của Lữ đoàn Đặc công 113, các chiến đấu viên của đội 12 chống khủng bố đang miệt mài tập luyện nội dung đánh địch có trang bị. Đây là một trong những nội dung võ thuật được các chiến đấu viên luyện tập thường xuyên, nhuần nhuyễn từng động tác. Đối với võ thuật, các động tác đều phải nhanh, mạnh và dứt khoát. Vì vậy, đòi hỏi các chiến đấu viên phải có sức khỏe và thể lực tốt. Chính vì vậy, ngoài nội dung huấn luyện thể lực thông thường, cán bộ chiến sĩ đội 12 chống khủng bố còn sáng tạo những bài tập để tự nâng cao thể lực, sức bền bỉ, dẻo dai cho các chiến đấu viên. Đây cũng là yếu tố quan trọng để có thể thực hiện các nội dung kỹ chiến thuật khác. Đối với cả đơn vị chúng tôi thì đòi hỏi cái sức khỏe rất là cao trong cái quá trình huấn luyện luyện tập, nên là để bảo đảm được các cái vấn đề trong quá trình nâng cao sức chịu đựng cho do dù mọi cái thời tiết nắng nóng hay là mưa gió rét mướt, thì ngoài những cái giờ huấn luyện chung thì đơn vị chúng tôi thường xuyên tổ chức huấn luyện bổ sung. Ví dụ buổi sáng thời gian báo thức chúng tôi có thể chạy dài từ 5 đến 10 cây số, và buổi chiều giờ binh thao chúng tôi cũng thường là vận động chạy 7 đến 10 cây số để nâng cao cái sức khỏe, sức bền cho bộ đội trong cái quá trình học tập huấn luyện. Khí công là một trong những nội dung bổ trợ sức khỏe cho bộ đội. Với một chiếc xe có trọng lượng khoảng 1,8 tấn như thế này, đối với một người bình thường đã rất khó để có thể di chuyển. Nhưng đối với các chiến đấu viên đặc công, các anh lại có thể di chuyển nó bằng một cách đặc biệt. Để làm được điều này, các chiến đấu viên phải trải qua ít nhất 2 đến 3 năm luyện tập với ý chí quyết tâm cao, sau đó là thể lực, kỹ thuật và sức chịu đựng. Những giọt mồ hôi trên thao trường với làn da đen sạm là minh chứng cho những vất vả và tinh thần quyết tâm của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 113. Khó khăn thử thách chỉ làm họ thêm bền bỉ, kiên cường và càng trở nên mạnh mẽ. Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn chỉ đạo cơ quan đơn vị xác định nội dung trọng tâm huấn luyện là huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, đặc biệt là huấn luyện đồng bộ về thể lực, nâng cao chất lượng thể lực của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đặc, và hai nữa là huấn luyện về nâng cao chất lượng về các nội dung về võ thuật, kỹ chiến thuật, bắn súng, rồi thể lực và tổ chức hành quân sinh sống dã ngoại dài ngày trong điều kiện khắc nghiệt để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi. Cái tài và giỏi của người chiến sĩ đặc công là nhờ vào sự khổ luyện. Mặc dù nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhưng bằng ý chí thép và tinh thần quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 113 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 765 về nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn đã được Bộ Tư lệnh tặng thưởng bằng khen đơn vị có thành tích huấn luyện giỏi. Đây chính là động lực để những người lính đặc công tiếp tục hăng say luyện tập, phát huy truyền thống đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn của binh chủng đặc công.